Mới đây, Tổng thống của nước Cộng hòa Kosovo tự xưng Vjosa Osmani cho biết sẽ trục xuất hai nhà ngoại giao có mặt ở Pristina ra khỏi văn phòng Đại sứ quán Nga tại Serbia. Ngày 22 tháng 10, Đại sứ quán Nga tại Serbia tuyên bố không công nhận quyết định của vùng lãnh thổ Kosovo trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đồng thời coi đây là một hành động khiêu khích. Căng thẳng ngoại giao khiến chúng ta nhớ về ký ức buồn Kosovo vẫn chưa được xóa nhòa trong tâm trí người Nga, dù đã xảy ra cách đây 22 năm. Năm 1999, lúc nước Nga đang chìm sâu vào khủng hoảng, NATO đã thực hiện cuộc tấn công đầu tiên chống lại một quốc gia có chủ quyền trong lịch sử 50 năm tồn tại của liên minh quân sự này. Nạn nhân là Nam Tư cũ, một đồng minh của Nga. Moscow không cứu nổi đồng minh, song cũng đã kịp có hành động quân sự chiếm sân bay Pristina, một chiến dịch táo bạo vào giai đoạn cuối cuộc chiến Kosovo do đích thân ông Vladimir Putin, lúc đó giữ chức thư ký Hội đồng An ninh Nga, bật đèn xanh. Chiến dịch này của Nga đã châm ngòi cho một trong số các cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa Nga và phương Tây thời hậu chiến tranh lạnh, thậm chí suýt đã châm ngòi cho Thế chiến III. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin gửi đến các bạn bài viết Ký ức buồn Kosovo và chiến dịch táo bạo của Putin. Kosovo là một vùng đất nhỏ bé có diện tích gần 10.900 km2 với 2 triệu dân. Vùng đất này được coi là cội nguồn của đất nước Serbia, nơi chứa đựng những di sản văn hóa và lịch sử của dân tộc Serbia. Hồi giáo, chính thống giáo và công giáo từ lâu đã cùng tồn tại ở Kosovo. Theo đó, có 90% người Albani theo đạo Hồi, 10% người Serbi theo chính thống giáo. Hầu hết người Serbi, thậm chí cả những người không phải tín đồ tôn giáo cho rằng chính thống giáo là một thành phần quan trọng của bản sắc dân tộc họ. Những căng thẳng sắc tộc trong lòng khu tự trị Kosovo với những suy thoái về kinh tế, phong trào đòi độc lập ở các nước Cộng hòa trong Liên bang Nam Tư hay sự can thiệp trắng trợn của các nước phương Tây vào khu vực này đã khiến cho tình hình Kosovo bùng nổ. Ngày 22 tháng 4 năm 1996, chiến tranh Kosovo nổ ra khi quân giải phóng Kosovo KLA của sắc dân Albani thực hiện 4 vụ tấn công nhằm vào thường dân và lực lượng an ninh Serbia. Lực lượng cảnh sát và quân đội Serbia đã tiến hành nhiều cuộc truy quét dẫn đến đụng độ làm căng thẳng leo thang giữa các bên. Đến ngày 15 tháng 1 năm 1999, một vụ thảm sát tại làng Rakak ở Kosovo làm 45 người Albani thiệt mạng. Cơ quan giám sát về Kosovo của OSCE đã quy trách nhiệm về vụ tấn công cho lực lượng an ninh Serbia. Sự kiện này đã mở màn cho cuộc tấn công của NATO vào năm 4. Đêm 23 tháng 3, rạng sáng ngày 24 tháng 3 năm 1999, Tổng thư ký NATO Solana đã ra lệnh cho tướng Mỹ Clark, tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu, bắt đầu cuộc không kích chống Nam Tư sau khi thiết lập vùng cấm bay Kosovo mà không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc. Ngày 24 tháng 3, máy bay của Liên Quân bắt đầu vần vũ. Trong cuộc chiến này, NATO đã sử dụng tất cả các loại máy bay lấy không kích làm chủ đạo để giành chiến thắng trước Nam Tư theo cách thuyết phục nhất. Theo báo chí nước ngoài khi đó, căn cứ vào tính năng, nhiệm vụ của từng máy bay, các cuộc không kích được chia làm 3 tầng, cao, trung, thấp. Phía Nam Tư cũng có các loại vũ khí phòng không tương ứng đối phó với máy bay chiến đấu các loại của NATO. Số liệu của NATO cho biết, trong 78 ngày, lực lượng quân sự NATO đã thực hiện hơn 31.500 phi vụ không kích, phá hủy của Nam Tư hơn 100 máy bay, 314 khẩu pháo, 203 xe bọc thép chở quân, 120 xe tăng, 268 xe quân sự, 14 sở chỉ huy, 57% lượng xăng dầu dự trữ, 29% số kho đạn dược, 34 cầu đường bộ, 11 cầu đường sắt, khoảng 10.000 binh lính Serbia đã chết hoặc bị thương. Đây là cuộc tấn công đầu tiên chống lại một quốc gia có chủ quyền trong lịch sử 50 năm tồn tại của tổ chức liên minh quân sự này. Dù đã tiên lượng trước, nhưng dư luận thế giới vẫn không khỏi bàng hoàng khi NATO mở cuộc không kích quy mô lớn. Không có một lý lẽ nào có thể bào chữa, che đậy được tính chất phi nghĩa và bất hợp pháp của cuộc tấn công này. Như lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga khi đó là ông Igor Ivanov, hành động của NATO với tất cả những hậu quả có thể của nó đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với khu vực Ban Căng. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là Kofi Annan đã tỏ ý lấy làm tiếc về hành động quân sự của NATO và khẳng định mọi quyết định về sử dụng vũ lực phải được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn y. Thực ra, NATO đứng đầu là Mỹ đã không hề giấu giếm ý định tấn công Nam Tư.
NATO luôn tìm cách can dự vào nội bộ của Nam Tư với cái cớ là giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo vốn đã tiềm ẩn từ lâu ở quốc gia này. Nam Tư từng là một nhà nước liên bang gồm 6 nước Cộng hòa: Serbia, Slovenia, Croatia, Bosnia, Montenegro, Macedonia và hai khu tự trị là Kosovo và Vojvodina. Vào những năm 1980, kinh tế Nam Tư đi xuống, căng thẳng trong xã hội tăng lên, trong đó đặc biệt có vấn đề mâu thuẫn dân tộc. Tình hình này đã dẫn đến việc xóa bỏ quyền tự trị của hai tỉnh Vojvodina và Kosovo vào năm 1989 dưới chính quyền của ông Milosevic, đồng thời cũng dẫn đến việc 4 trong số 6 nước Cộng hòa của liên bang tách ra độc lập: Slovenia, Croatia năm 1991, Bosnia, Macedonia năm 1992, nay Macedonia đã đổi tên thành Bắc Macedonia và Montenegro năm 2006. Tình hình căng thẳng ở Kosovo và Nam Tư những năm cuối thế kỷ 20 đã hội tụ đủ các yếu tố để có cớ cho Mỹ và NATO có thể can thiệp vào nội bộ nước này. Nếu như trong chiến dịch bão táp sa mạc ở Iraq, vai trò của Liên Hợp Quốc còn được tính đến, thì trong cuộc chiến ở Nam Tư, Mỹ và NATO tự đứng ra đảm nhiệm chức năng vừa là quan tòa, vừa là giám khảo và vừa là người trừng phạt, ngang nhiên mở một cuộc tấn công vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền như Nam Tư. Mỹ và NATO đã chính thức phát đi một thông điệp rằng họ có quyền áp đặt những quan điểm của mình, không phải thông qua các sáng kiến chính trị mà là bằng sức mạnh quân sự, kể cả khi không được phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trên thực tế, Mỹ đã tự cho mình đóng vai trò lực lượng giữ gìn hòa bình thông qua sức mạnh quân sự và NATO là công cụ chính. Ngọn lửa chiến tranh ở Nam Tư càng soi tỏ ván cờ của Mỹ và NATO ở khu vực này. Đối thoại theo họ chỉ là để áp đặt tối hậu thư, chỉ là để lấy cớ tiến hành chiến tranh. Cùng với sự áp đặt về chính trị, mưu toan biến Kosovo thành một nhà nước trong một nhà nước, NATO lại còn khăng khăng đòi Nam Tư phải chấp nhận một sự áp đặt về quân sự, tức là mở cửa cho NATO đưa quân vào Kosovo. Khi kịch bản đối thoại này bị chối bỏ, thì họ đổ lỗi hoàn toàn cho Tổng thống Milosevic phá hoại hòa bình, mặc dù họ đã tìm mọi cách để cứu vớt đến phút cuối cùng, và tiếp nối theo kịch bản đối thoại này là một kịch bản chiến tranh. Trước khi đưa ra tối hậu thư với Nam Tư, Hội đồng NATO đã lựa chọn một trong ba phương án có thể áp dụng khi vùng cấm bay ở Nam Tư được thiết lập. Một là không kích tượng trưng để cảnh cáo, hai là không kích đáng kể nhằm tiêu diệt một vài trận địa phòng không, kho, sân bay quân sự và lực lượng cảnh sát đặc biệt. Ba là không kích lâu dài như một cuộc chiến tranh nhỏ kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng nhằm tiêu diệt lực lượng quân sự của Nam Tư. Bom đạn của NATO cũng phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, trường học, nhà máy, đẩy hàng triệu người dân Nam Tư vào cảnh màn trời chiếu đất. Tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt đã gây khó khăn nghiêm trọng cho cuộc sống của người dân nơi đây. Học sinh phải nghỉ học vì trường học đã bị phá hủy hoàn toàn. Cuộc chiến tranh ở Nam Tư do NATO tiến hành đi ngược lại và làm phương hại nghiêm trọng đến xu thế phát triển hòa bình trên thế giới. Thứ nhất, với cuộc chiến tranh này, Mỹ và NATO đã thách thức các nước lớn khác bằng việc vượt qua những thỏa thuận về cân bằng lực lượng đã hình thành từ chiến tranh thế giới thứ hai. Thứ hai, Mỹ và NATO đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm là dùng tổ chức quân sự này tùy ý can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Thứ ba, cuộc chiến tranh ở Nam Tư và việc thử nghiệm vũ khí, phương tiện, phương thức chiến tranh hiện đại cùng với các kế hoạch quân sự mới của Mỹ có khả năng khiến nhiều nước khác nghĩ đến việc tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với báo chí rằng khi giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Nga năm 1999, ông đã bật đèn xanh cho Đại tướng Anatoly Kvasnin, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, thực hiện kế hoạch chiếm sân bay Pristina, một chiến dịch táo bạo vào giai đoạn cuối cuộc chiến Kosovo. Chiến dịch này của Nga đã châm ngòi cho một trong số các cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa Nga và phương Tây thời hậu chiến tranh lạnh. Thời điểm đó, khi chiến tranh Kosovo kết thúc vào ngày 11 tháng 6 năm 1999, Nga lên kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình độc lập với NATO tại Kosovo, nhưng vấp phải sự phản đối và cản trở của NATO. Giới chức NATO lúc đó lo ngại một khu vực do Nga kiểm soát riêng rẽ có thể dẫn tới việc Kosovo bị phân tách thành hai vùng của người Serbia và người Albania. Quân đoàn phản ứng nhanh đồng minh được NATO triển khai đến Skopje ở nước Cộng hòa Macedonia đầu tháng 3 năm 1999 nhằm thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất
điều phối hoạt động của các tiểu đoàn Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Italia tham gia gìn giữ hòa bình tại Kosovo. Đội quân này được gọi là lực lượng Kosovo do tướng Anh Mike Jackson chỉ huy. Sáng sớm ngày 11 tháng 6 năm 1999, khoảng 30 xe thiết giáp với 250 binh sĩ Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Bosnia đã di chuyển đến Serbia. Hình ảnh được chụp cho thấy các xe thiết giáp Nga được sơn hàng chữ KFOR thay cho chữ SFOR, lực lượng Serbia trước đây, nhanh chóng lao đến sân bay quốc tế Pristina chỉ một ngày trước khi lực lượng NATO triển khai đến đây. Đến khoảng 13 giờ 35 sáng hôm đó, tướng Jackson bật TV để theo dõi tin tức và bất ngờ khi thấy CNN đưa tin đoàn xe thiết giáp Nga mang dòng chữ KFOR đang lao nhanh về phía thủ đô Pristina của Kosovo. Jackson choáng váng bởi KFOR không có lực lượng nào của Nga. Trước khi Jackson kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuông điện thoại reo lên. Tướng Mỹ Wesley Clark, tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh tại châu Âu, ra lệnh cho ông bằng mọi giá phải triển khai lực lượng tới sân bay Pristina trước quân Nga. Tướng Clark cũng gọi cho Tổng thư ký NATO David Solana để thông báo tình hình, sau đó ra lệnh cho một đơn vị lính dù Anh và Pháp di chuyển bằng trực thăng để chiếm lại sân bay. Các sĩ quan tham mưu lo ngại trực thăng có thể bị lực lượng Serbia bắn hạ, trong khi việc tiến quân vào Kosovo quá sớm có thể khiến Serbia rút khỏi thỏa thuận. Hoạt động này cũng nằm ngoài thỏa thuận được các nước thành viên NATO ký kết, nên Pháp đã rút tiểu đoàn của mình. 5 giờ ngày 12 tháng 6, lữ đoàn đổ bộ đường không số 5 của Anh bắt đầu bay đến Kosovo để bảo vệ hẻm núi Kakanik dài 16 km, bảo đảm đường tiến quân cho lữ đoàn thiết giáp số 4 đến Pristina. Vài giờ sau, các lực lượng NATO gồm đặc nhiệm Na Uy và SAS Anh đã đến Pristina. Binh sĩ Na Uy là những người đầu tiên chạm mặt quân Nga ở Pristina. Họ chứng kiến đám đông ở thành phố này chào đón lực lượng Nga, rồi lặng lẽ quan sát từ xa khi lính dù Nga triển khai lực lượng kiểm soát sân bay. Ngày hôm sau, một tùy viên quân sự Nga tới gặp tướng Jackson, đưa ra một lá thư, trong đó khẳng định Nga đã chiếm sân bay Pristina và không có ý định rời đi. Tướng Clark lúc này tin rằng sự hiện diện của quân Nga ở sân bay Pristina là mối đe dọa với toàn bộ sứ mệnh của NATO và quyết tâm hành động. Tối hôm đó, tướng Jackson bay đến Pristina bằng trực thăng để tổ chức họp báo và gặp tướng Viktor Zavazin, đại diện lực lượng Nga. Tướng Clark lo ngại Nga triển khai binh sĩ bằng đường không đến sân bay Pristina và ra lệnh cho trực thăng NATO đậu trên đường băng, ngăn cản vận tải cơ Nga hạ cánh. Tuy nhiên, thời tiết xấu khiến kế hoạch này không thể triển khai. Tướng Leonid Ivasev, sĩ quan cấp cao của Nga, sau đó tiết lộ rằng Nga đã lên kế hoạch triển khai hàng ngàn binh sĩ bằng đường không. Chúng tôi có một số căn cứ không quân và nhiều tiểu đoàn lính đổ bộ đường không sẵn sàng xuất kích trong vài giờ, tướng Ivasev nói. Ngày 13 tháng 6, tướng Clark đến sở chỉ huy ARC ở Skopje được thông báo rằng quân Nga đã bị cô lập và không thể được tăng viện bằng đường không. Đồng thời, sự ủng hộ của Nga đóng vai trò then chốt trong việc đạt thỏa thuận hòa bình. Ông không chấp nhận điều này và tiếp tục ra lệnh phong tỏa sân bay, thậm chí ra lệnh sử dụng vũ lực để giành lại sân bay. Nhưng tướng Jackson từ chối thực thi mệnh lệnh vì lo ngại điều đó sẽ châm ngòi cho thế chiến 3. Tướng Jackson cho rằng triển khai lực lượng thiết giáp Anh sẽ hợp lý hơn, dù biết điều này chắc chắn sẽ bị London phản đối. Bộ Quốc phòng Anh sau đó chấp nhận điều động lữ đoàn thiết giáp số 4 để cô lập vòng ngoài sân bay, nhưng không cho phép phong tỏa đường băng. Washington cũng gây sức ép chính trị với các nước xung quanh nhằm ngăn Moscow sử dụng không phận để chuyển quân tăng viện. Nga phải dừng tăng viện sau khi Bulgaria, Hungary và Romania từ chối cho vận tải cơ của họ bay qua không phận. Các cuộc đàm phán được tiến hành trong suốt quá trình đối đầu. Nga khẳng định binh sĩ chỉ nghe lệnh từ chỉ huy của mình và có riêng một khu vực cho lính gìn giữ hòa bình của họ. Trong khi đó, NATO từ chối nhượng bộ do lo ngại Kosovo bị chia cắt. Hai bên cuối cùng thống nhất rằng lính gìn giữ hòa bình Nga sẽ triển khai khắp Kosovo nhưng hoạt động độc lập với lực lượng NATO. Sân bay Pristina trở thành căn cứ quân sự ngày 15 tháng 10 năm 1999 trước khi tiếp tục chức năng vận tải hàng không quốc tế đến một số thành phố châu Âu. Trong quá trình này, lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và NATO phụ trách đảm bảo an ninh cho sân bay. Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tiếp tục đóng quân tại Kosovo tới tháng 7 năm 2003 rồi rút về nước. Năm 2008, Kosovo tuyên bố độc lập. Serbia luôn khẳng định sẵn sàng dành cho Kosovo quy chế tự trị cao nhất,
nhưng kiên quyết phản đối khả năng giành quy chế độc lập cho địa phương này. Nga ủng hộ lập trường của Serbia và đến nay vẫn chưa công nhận độc lập của Kosovo. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, subscribe và để lại bình luận, chia sẻ quan điểm của các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.